Xin chào anh em, bên cạnh Cường đây đó là một chiếc Hyundai Santa Fe form 2022 vừa thi công xong một số hạng mục rất là cơ bản. Thì bây giờ Cường sẽ giới thiệu cho các bạn từng cái hạng mục một. Đầu tiên đây này, xe mới lấy ở trong hãng ra nhá. Thì các bạn thấy này, xe khách đã được trang bị một gói phim cách nhiệt 3M. Đấy, cái kính lái này này, lúc nào thì khách cũng chọn cái mã rất là ngon, cái mã CR70 nhá. Đấy, hai kính sườn sau ấy thì khách lựa chọn cái mã đó là CR20 đấy, của 3M luôn đấy. Ở đằng sau này thì khách chọn cái mã đó là IR15 đấy. Xe này ấy còn dán thêm cửa sổ trần Panorama này đấy. Và các bạn này này, ở đằng sau này thì chúng ta dán cái mã kính ở bên ngoài, chúng ta không nhìn vào bên trong được, nhưng ở bên trong thì chúng ta nhìn ra bình thường nhé. Đấy, thêm tiếp này, ở vị trí đằng sau cốp chúng ta cũng vậy nhé. Đấy, các bạn nhìn có thể nhìn thấy chữ 3M này. Đấy, chúng ta có tiền chúng ta lên 3M cho nó xịn. Đấy, đấy là món phim cách nhiệt đầu tiên. Món thứ hai mà Cường giới thiệu với các bạn này này, đó là vì chúng ta xe mới mà, thì chúng ta này, xe này đã trải một lớp sàn da, các bạn thấy không, vân 3D mã Diamond. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Các bạn thấy thằng này thì nó vừa khít theo xe, nó chống nước. Tiếp theo này, chúng ta có một cái rối ở trên đây này. Đấy, các bạn thấy nó rất là đẹp nhé. Đấy, còn cái màu da này này thì anh em có thể lựa chọn tùy ý. Đấy, tiếp theo nhé, món đồ cơ bản tiếp theo đây này là khách có trang bị một chiếc cam hành trình, cái mã này mã 70mm M500 nhé. Đấy, chỉ quay trước thôi. Đấy, dây thì đã đi xong hết rồi, nhưng mà hiện tại ấy, là do chúng ta mới dán phim xong thì chúng ta phải để 1-2 ngày nữa thì chúng ta mới dán cái cam hành trình này lên. Ngoài ra thì xe này thì nếu mà anh em thích, anh em có thể lắp thêm một cái bệ tỳ chân này này. Thứ hai nữa là chúng ta có thể là lắp thêm một cái bộ Android Book để biến màn hình zin về màn hình Android. Đấy. Thứ ba nữa là chúng ta có thể dòng này này, là chúng ta có thể lắp cái bộ key phone đi xa tự khóa lại gần tự mở. Đấy, tất cả các kính này này là nó sẽ tự động nó lên hết. Đấy. Tiếp đến ấy, thì chúng ta có thể lắp thêm cái bộ cửa hít này này. Đấy, rất là tinh tế luôn. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là lắp thêm những nét nội thất. Đấy. Nói chung là Santa Fe thì bên mình rất là chuyên và lúc nào cũng có sẵn đồ. Đấy. Tùy vào nhu cầu của anh em. Còn anh em có câu hỏi thắc mắc gì về sản phẩm thì có thể liên hệ với em Cường, phụ trách kinh doanh ở bên Trung Auto. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.